Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam, mùng 9 tháng 7 năm 1960, mùng 9 tháng 7 năm 2023, chiều nay Sở Du lịch long trọng ra mắt phần mềm ứng dụng du lịch thông minh Ninh Bình Tourist Info, các nền tảng quảng bá du lịch Ninh Bình trên mạng xã hội có tên gọi Ấn tượng Ninh Bình. Tới dự có đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin Truyền thông, Trường Đại học Hoa Lư, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình, các phòng văn hóa, thông tin các huyện, thành phố, đại diện các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 63 năm xây dựng và trưởng thành của ngành du lịch Việt Nam. Trải qua nhiều khó khăn thách thức, đến nay du lịch tỉnh Ninh Bình đã có những bước phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam, nằm trong top 10 điểm đến hàng đầu có lượng khách đông nhất cả nước, được nhiều chuyên trang du lịch có uy tín trong nước và quốc tế đánh giá, bình chọn là điểm đến ấn tượng, hấp dẫn, nơi nghỉ dưỡng được yêu thích nhất thế giới. Tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân giai đoạn 2010-2019 đạt 12%, doanh thu bình quân tăng 23,6%. 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đón được 4,5 triệu lượt khách, đạt 84,7% kế hoạch năm, doanh thu ước đạt trên 3.846 tỷ đồng. Du lịch dần khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động. Một trong những công cụ quan trọng để thúc đẩy phát triển du lịch đó là triển khai đồng bộ các hoạt động marketing du lịch, xây dựng hình ảnh Ninh Bình. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số trong hoạt động truyền thông, quảng bá được chú trọng. Từ năm 2016, ngành du lịch đã xây dựng và triển khai 3 trang thông tin điện tử tổng hợp gồm sở du lịch.ninhbình.gov.vn, du lịchninhbình.com.vn, tràng an danh thắng.vn, đồng thời khai thác hiệu quả các nền tảng số, mạng xã hội, phục vụ quảng bá, thu hút khách du lịch. Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu và hướng dẫn cài đặt ứng dụng du lịch thông minh Ninh Bình Tourist Info. Đây là ứng dụng trên thiết bị di động được phát triển dành cho du khách khi trải nghiệm du lịch tại Ninh Bình, nhằm kết nối nhà quản lý, người dân, du khách và doanh nghiệp, tạo điều kiện cơ quan quản lý nhà nước giám sát, điều hành, tương tác với các đơn vị, tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Các doanh nghiệp du lịch tăng cường liên kết hình thành nên các tour tuyến mới, tạo những nét độc đáo, khác biệt của du lịch Ninh Bình đối với du khách. Các đại biểu cũng nghe giới thiệu xu thế tất yếu chuyển đổi số trong ngành du lịch hiện nay, kế hoạch marketing trên các trang thông tin điện tử của sở và các nền tảng quảng bá du lịch Ninh Bình trên mạng xã hội có tên là Ấn tượng Ninh Bình. Hiện trang fanpage đang có hơn 5.000 người theo dõi, nghe giới thiệu phần mềm du lịch Inter Ninh Bình. Đây là phần mềm sẽ giúp du khách tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và các danh lam thắng cảnh của các tỉnh nói chung và của tỉnh Ninh Bình nói riêng. Tại hội nghị, đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lãnh đạo Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã cùng thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt app du lịch thông minh Ninh Bình Tourist Info. Với xu hướng hiện nay, bên cạnh các chính sách phát triển du lịch, việc xây dựng kế hoạch marketing một cách tổng thể, bài bản bao gồm từ nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, xây dựng môi trường văn hóa văn minh du lịch, đến việc xúc tiến quảng bá sản phẩm, hình ảnh thương hiệu sẽ từng bước đưa Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch của quốc gia và khu vực. Kết thúc chương trình, các đại biểu đã cùng tham quan phố cổ Hoa Lư, một trong những điểm đến thu hút khách của Ninh Bình.